Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Ngày hôm nay có tin tức gì đáng chú ý, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Trong những nhóm nhạc K-pop, công ty chủ quản thường chọn ra một người với vẻ ngoài nổi bật, hợp gu đông đảo công chúng nhất để thành một visual chính. Thế nhưng với các nhóm nhạc dưới đây, fan lại được fan mãn nhãn và đã mắt gấp đôi vì thường xuyên được chiêm ngưỡng những sự kết hợp ngoại hình đỉnh cao đến từ các tổ hợp visual nổi tiếng. Chỉ đứng riêng một mình thôi đã đủ tỏa sáng rồi, nên mà khi cùng kết hợp, ngoại hình của các cặp đôi visual này nâng tầm và bổ trợ cho nhau, tạo nên một bức tranh nhan sắc tuyệt mỹ. V và Jungkook của BTS. Hai mỹ nam với nhan sắc hàng đầu K-pop và thậm chí lọt top thế giới đứng cạnh nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Trong khi V là mỹ nam sở hữu vẻ đẹp sắc sảo siêu thực như những nhân vật được tạo ra từ đồ họa máy tính, thì Jungkook lại thu hút với fan nhờ ngoại hình bảnh bao khi mà nam tính hết mực, có lúc lại vô cùng đáng yêu. Vẻ đẹp vừa có nét đối lập, vừa bổ trợ cho nhau của V và Jungkook tạo ra một tổ hợp visual đỉnh cao nhất nhì K-pop. Thậm chí khi mà BTS vươn tầm thế giới, Jungkook còn trở nên nổi tiếng toàn cầu. Jisoo và Jennie Blackpink. Cặp chị em nổi tiếng thân thiết của Blackpink thường xuyên đem đến cho fan những bữa tiệc visual và khí chất đã mắt. Cả Jisoo và Jennie đều vô cùng lộng lẫy khi đứng riêng một mình. Bởi vậy, khi mà cặp đôi này song kiếm hợp bích, fan đều rất đau đầu vì không thể chọn ra ai đẹp hơn và thu hút hơn. Vẻ đẹp thánh thiện, nhẹ nhàng và ngọt ngào chuẩn hoa hậu của Jisoo kết hợp với nét cá tính quyến rũ và sang chảnh của Jennie đem đến tổ hợp visual đỉnh cao. Sana và To You của Twice. Bộ đôi visual của Twice tỏa sáng lộng lẫy nhất khi đứng cạnh nhau. Gương mặt đẹp nhất thế giới, To You sánh cùng với cây hút fan Sana tạo thành một tổ hợp nhan sắc xuất chúng, áp đảo. Nét đẹp cổ điển thanh lịch của To You và vẻ đẹp ngọt ngào đáng yêu nữ tính của Sana nâng tầm và bổ trợ cho nhau. Được ngắm combo visual này mỗi ngày đúng là nhất các oan. Taeyong và Jaehyun của NCT 127. Hai nam thần của NCT 127 sở hữu nhan sắc và khí chất hoàn toàn khác biệt. Nếu như Jaehyun ghi điểm nhờ khuôn mặt điển trai ấm áp tựa như soái ca trong tiểu thuyết, thì Taeyong lại gây ấn tượng với vẻ đẹp hoàn hảo, sắc lạnh, tựa nhân vật trong truyện tranh. Dù đẹp theo hai kiểu khác nhau, nhưng mỗi lần Jaehyun và Taeyong sóng đôi, dân tình lại được fan náo loạn vì bộ đôi NCT 127 quá đẹp trai và bảnh bao. Ngoại hình siêu thực của bộ đôi visual này mang đậm phong cách SM. Mingyu và Wonwoo của Seventeen. Bộ đôi mỹ nam của Seventeen không chỉ tương đồng trong tính cách mà đến cả ngoại hình cũng hợp nhau đến không tưởng. Mingyu là người nổi tiếng nhất nhì trong nhóm nhờ ngoại hình đúng chuẩn bạch mã hoàng tử, vừa ấm áp, đĩnh đạc, vừa mạnh mẽ và nam tính. Wonwoo lại khiến fan nữ ngất lên ngất xuống nhờ nét sexy và lạnh lùng. Wonyoung và Minju của IZONE. Nàng center tuổi teen Jang Wonyoung và nữ thần thế hệ mới Kim Minju cùng nhau tạo nên combo visual đẹp như tiên tử của IZONE. Cả hai đều sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, thánh thiện cùng với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt to tròn. Vẻ đẹp trong sáng nữ tính của Minju và Wonyoung vô cùng hợp gu netizen Hàn và thường xuyên được công chúng khen ngợi. Suhua và Miyeon của G-IDOL. Suhua là mỹ nhân người Đài Loan, sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, thanh cao, khả ái. Trong khi đó thì Miyeon là nữ thần nổi danh của thế hệ mới với vẻ đẹp hoàn hảo không góc chết, được ca ngợi đã đạt đến đẳng cấp diễn viên. Tổ hợp nhan sắc do hai mỹ nhân Suhua và Miyeon tạo nên đã bỏ bùa mê nhiều fan. Đứng một mình đã đủ đỉnh rồi, nhưng khi sóng bước bên nhau, vẻ ngoài lộng lẫy, sang chảnh của Suhua và Miyeon được nâng tầm hẳn. Bạn đã lọt hố với tổ hợp nào trong số những visual đình đám kể trên? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin nóng hổi về các sao Hàn đến từ Kbiz 24 giờ nhé!